Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cát Tiên cho biết, cùng với văn bản chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và phản ánh của người dân về việc doanh nghiệp Xuân Hà khai thác cát dọc bờ sông Đồng Nai, địa phận xã Quảng Ngãi, gây sạt lở đất sản xuất nghiêm trọng của người dân. Đơn vị đã phối hợp với các ngành liên quan tiến hành kiểm tra và xử nghiêm doanh nghiệp vi phạm. Cụ thể, qua kiểm tra dọc tuyến bờ sông Đồng Nai, địa phận do doanh nghiệp Xuân Hà được cấp phép khai thác cát đã gây sạt lở nhiều diện tích đất sản xuất, hoa màu và cây công nghiệp của bà con nhân dân, các thôn 2, thôn 3 và thôn 4 xuống lòng sông. Sau khi kiểm tra, với những nguyên nhân được cơ quan chức năng chỉ ra, doanh nghiệp Xuân Hà đã thừa nhận việc làm sai trái của mình, đồng thời đã tổ chức đền bù trên 1,3 tỷ đồng cho hơn 100 hộ dân bị thiệt hại do sạt lở đất gây ra. Ngoài bắt buộc đền bù, cơ quan chức năng cũng yêu cầu doanh nghiệp Xuân Hà cam kết không tái phạm và phải quản lý tốt địa bàn khai thác đã được cấp phép. Sau khi gây ra sự việc trên, các xe đã bỏ chạy, hiện chưa rõ tung tích. Toàn bộ hệ thống dây điện, điện thoại và cáp quang tại đây đều bị đứt. Các phương tiện truyền tin, thông tin bị tê liệt, gây khó khăn cho sinh hoạt và sản xuất.